những bộ phim cổ trang phá án thành công nhất của TVB. Đề tài phá án cổ trang của TVB tuy không nhiều, nhưng hầu hết đều rất đặc sắc với dàn diễn viên thực lực cùng cốt truyện gay cấn, hấp dẫn. Những bộ phim này đều có rating khá cao khi phát sóng, chiếm được nhiều cảm tình của khán giả châu Á. Những bộ phim này thường quy tụ dàn diễn viên đình đám nhất của TVB một thời như Âu Dương Chấn Hoa, Thái Thiếu Phân, Tuyên Huyên, Quang Vịnh Hà. Theo bạn, trong những bộ phim sau, đâu là bộ phim cổ trang phá án ấn tượng nhất của TVB? Bức màn bí mật, Tẩy Oan Lục. Bộ phim Bức màn bí mật dựa trên nhân vật có thật tên Tống Từ là một ngõ tác nổi tiếng trong lịch sử Trung Hoa, được xem là phiên bản cổ trang của Truy tìm bằng chứng. Bức màn bí mật đã tạo nên bước đột phá mới với dàn diễn viên rất được yêu thích gồm Âu Dương Chấn Hoa, Tuyên Huyên, Trần Diệu Anh, Lâm Văn Long. Bộ phim xoay quanh một nhà pháp y nổi tiếng ở triều nhà Tống tên là Tống Từ. Đó là một cô nhi được phát hiện trong một quan tài. Vì thế, người dân trong làng đều khinh thường ông. Cho đến một ngày nọ, một vụ án giết người đã thay đổi toàn bộ cuộc đời và trải đường cho ông trở thành nhà pháp y giỏi nhất trong lịch sử Trung Hoa. Là một bộ phim thuộc dạng hồ sơ trinh sát thời cổ đại, Bức màn bí mật cho người xem nhiều bất ngờ qua những nút thắt trong phim. Nhờ vậy, bộ phim đã đạt tỷ suất xem đài cao khi được công chiếu vào năm 2000. Đảm nhiệm vai chính, Âu Dương Chấn Hoa đã thể hiện một Tống Từ theo phong cách của anh, rất hài hước và cũng rất nghiêm túc, tài giỏi trong công việc. Âu Dương Chấn Hoa rất được người xem nhận xét là hoàn hảo bởi vì phù hợp cả về ngoại hình lẫn diễn xuất. Và với vai diễn này, anh đã đoạt giải nam diễn viên được yêu thích nhất của năm. Hai diễn viên nữ trong phim là Tuyên Huyên và Trần Diệu Anh cũng thể hiện rất xuất sắc. Còn Lâm Văn Long, mặc dù là lần đầu tiên đóng vai phản diện, nhưng anh đã làm hoàn thành rất tốt vai diễn của mình. Năm 2003, TVB phát sóng phần 2 của Bức màn bí mật. Nhiều khán giả hụt hẫng vì dàn diễn viên đã đổi, chỉ còn mỗi Âu Dương Chấn Hoa. Nhưng với kịch bản xuất sắc, phần 2 vẫn nằm trong top 5 rating của năm 2003. Đây được xem là series phá án kinh điển nhất của TVB ở mảng cổ trang và được khán giả TVB xem lại nhiều nhất. Đạo Soái Sở Lưu Hương năm 1984. Đây là bộ phim được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết võ hiệp lừng danh Lưu Hương Đạo Soái của tiểu thuyết gia Cổ Long. Tuy được TVB dàn dựng khá lâu, nhưng bộ kiếm hiệp về chàng công tử Sở Lưu Hương Đào Hoa, võ công thượng thừa, thích chúi mũi vào những vụ án kinh thiên động địa của chốn võ lâm này, lại không tái hiện những vụ phá án lừng danh của Hương Soái mà được dàn dựng hoàn toàn mới lạ so với bản cũ Trịnh Thiếu Thu trước đó. Miêu Kiều Vĩ cũng được đánh giá là đẹp trai phong độ như hình tượng của Sở Lưu Hương. Theo miêu tả trong tiểu thuyết, Sở Lưu Hương có biệt tài trộm cắp giống như Robin Hood ở châu Âu nên được gọi là Đạo Soái hay Hương Soái. Nhân vật này rất thông minh, có tài phá án, cũng có nhiều nét giống với hình tượng điệp viên 007. Từ Lưu Hương trong tên Sở Lưu Hương là do trên người Sở Lưu Hương luôn có túi hương chứa một mùi hương đặc biệt và khi trộm một món đồ thường lưu lại mùi thơm đặc biệt đó. Có thể nói Sở Lưu Hương là một nhân vật vô tiền khoáng hậu vì anh ta không bao giờ giết người. Tuy thân tại giang hồ nhưng lại tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật. Sở Lưu Hương cũng đại diện cho hình tượng hiệp đạo lịch lãm cao nhã. Anh ta cho rằng tôn trọng người khác trước hết phải tôn trọng bản thân mình. Vì vậy, khác với những nhân vật giang hồ phong trần, Sở Lưu Hương rất coi trọng ăn mặc và phong thái. Nhờ hình tượng Sở Lưu Hương hoàn hảo trong tiểu thuyết Cổ Long cùng với cốt truyện dựng lại có phần mới lạ, Miêu Kiều Vĩ đã thể hiện một Sở Lưu Hương độc nhất vô nhị trên màn ảnh, nhận được sự yêu thích của khán giả. Tuy đối với những độc giả trung thành của Cổ Long, việc kịch bản phim khác khá nhiều so với nguyên tác là khó chấp nhận, nhưng bản diễn xuất của dàn diễn viên và cốt truyện hấp dẫn, Đạo Soái Sở Lưu Hương vẫn là bộ phim được đón nhận và có rating cao. Kỳ án nhà Thanh. Có thể nói Âu Dương Chấn Hoa là diễn viên rất hợp với các phim điều tra phá án. Trong Kỳ án nhà Thanh, anh đảm nhiệm vai chính Thi Thế Luân, vị quan có tài phá án và khá đào hoa. Kỳ án nhà Thanh là bộ phim phá án gây được hứng thú cho khán giả nhờ vào những tình tiết mới lạ, điển hình như việc thêm tình tiết thần tiên là thần gối vào để có sự khác biệt. Nhiều ý kiến cho rằng Thi Thế Luân không thể tự mình phá án nên không thể gọi là một vị quan giỏi. Nhưng đây là bộ phim cổ trang phá án xây dựng bằng phong cách hài nên việc có những tình tiết kỳ ảo nhằm gây hứng thú cho khán giả là chuyện bình thường. Thi Thế Luân vốn là con trai của vị tướng sĩ triều đình Thi Lang.
Thuở nhỏ, Thế Luân rất thông minh, lanh lợi. Tuy nhiên càng lớn càng được mẹ cưng chiều, đã hình thành nên tính ỷ lại và lười biếng. Sau khi Thế Luân được bổ nhiệm làm tân tri huyện Giang Đô, thì ngay trong vụ án đầu tiên đã xử oan cho một tên trộm. Không lâu sau đó, người này tự tử khiến dân chúng oán ghét và cho rằng chính Thế Luân đã bức tử hắn. Thế Luân quyết tìm hiểu sự việc. Trong một đêm mưa to gió lớn, chàng bị vấp ngã, bất tỉnh trên một chiếc gối. Không ngờ trong mơ anh gặp thần gối. Nhờ được sự giúp đỡ của thần gối mà Thế Luân khám phá được nhiều vụ án ly kỳ hơn. Ở công đường, Thế Luân đầy quyền uy và sự án rất công minh. Ở gia đình, anh là người chồng tốt của ba người vợ. Sau này nhờ sự mai mối của thần gối mà anh cưới được Mễ Hương Dung làm người vợ thứ tư. Lúc đầu, Hương Dung không hề có tình yêu với Thế Luân, nhưng càng về sau, cô càng yêu anh hơn. Oái oăm thay, khi tình yêu của hai người đang nồng thắm thì cô phát hiện ra gia đình mình từng bị thảm sát dưới tay cha của Thi Thế Luân. Chỉ còn cô và em trai thoát nạn, đau lòng bởi sự giằng xé giữa lòng thù hận và tình yêu. Cô quyết tâm giữ áo ra đi. Thế Luân quyết tâm tìm ra sự thật nhằm hóa giải ân oán giữa hai nhà và nối lại tình cảm với Hương Dung. Trải qua bao sóng gió, cuối cùng họ cũng đoàn tụ bên nhau và ân oán của hai nhà được tháo gỡ. Phần 2 của Kỳ án nhà Thanh phát sóng năm 2010. Cốt truyện của phần này có phần hài hước hơn nên được khán giả yêu thích. Bằng chứng là phim đứng hạng 4 rating 2010 chỉ sau các phim Công chúa Giá đáo, Xứng danh tài nữ, Vụ án kỳ bí. Các diễn viên đảm nhận trong phần 2 gồm Âu Dương Chấn Hoa, Tuyên Huyên, Trần Sơn Thông, Đường Ninh. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn thích và chia sẻ video này để ủng hộ nhóm nhé. Bao Thanh Thiên. Nhắc đến Bao Thanh Thiên, bộ ba Hà Gia Kính vai Triển Chiêu, Kim Siêu Quần vai Bao Chẩn, Phạm Hồng Hiên vai Công Tôn Sách trong phiên bản Bao Thanh Thiên năm 1995 của đài ATV là những cái tên không thể thiếu trong danh sách các bản phim Bao Thanh Thiên được yêu thích nhất. Để cạnh tranh với đối thủ không đội trời chung ATV, TVB cũng sản xuất một phiên bản Bao Thanh Thiên trong năm 1995. Thời điểm đó, những ngôi sao tên tuổi nhất TVB đều được đưa vào danh sách diễn viên. Tuy không đình đám như bộ ba Hà Gia Kính, Kim Siêu Quần, Phạm Hồng Hiên, nhưng bộ ba Địch Long vai Bao Chẩn, Liêu Khải Trí vai Công Tôn Sách, Huỳnh Nhật Hoa vai Triển Chiêu cũng đã để lại những ấn tượng nhất định. Phim gồm 80 tập, phần 1 40 tập đầu, có sự góp mặt của Thái Thiểu Phân, Quang Vịnh Hà, Thiệu Mỹ Kỳ, Trần Cẩm Hồng. Phần 2, 40 tập sau, còn có sự tham gia của các ngôi sao đến từ Đài Loan lẫn TVB như Lương Tiểu Băng, Đàm Diệu Văn, Trương Quốc Cường, Cổ Thiên Lạc. Thiếu niên tứ đại danh bộ. Thiếu niên tứ đại danh bộ có khá nhiều phiên bản, nhưng bản phim của TVB năm 2008 vẫn có điểm đặc sắc riêng đặc biệt và không thể thay thế với bốn tiểu sinh đẹp trai là Lâm Phong, Trần Kiện Phong, Ngô Trác Hy, Mã Quốc Minh đảm nhận vai chính. Dàn diễn viên trẻ đẹp, ngoại cảnh hoành tráng tại Vân Nam và những tình tiết ly kỳ đã khiến bộ phim có được rating khá cao từ những ngày đầu công chiếu. Chuyện phim kể về chàng trai thông minh mưu trí nhưng tính tình lạnh lùng, tên là Vô Tình, do Lâm Phong đóng. Từ nhỏ đã tàn phế đôi chân, may nhờ được Gia Cát Chính Ngã do Lâm Gia Hoa đóng, người đứng đầu Ti Thần Bổ bồi dưỡng, trở thành cao thủ có tài nghệ phóng ám khí thiên hạ đệ nhất. Do Gia Cát có công tìm lại bảo tàng khai quốc Đại Tống cho Hoàng thượng, nên Ngự Y Thần Bổ được phép mở cửa thu nhận đệ tử. Tính luôn cả Vô Tình, Gia Cát đã lần lượt thu nhận Thần Côn Lém Lĩnh Truy Mệnh, Trần Kiệt Phong đóng, chàng trai lương thiện chính trực, Thiết Thủ, Mã Quốc Minh đóng và Lãnh Huyết, Ngô Trác Hy đóng. Bốn người họ, bốn tính cách đã được phong làm tứ đại bộ khoái và lập không ít công lao cho triều đình. Dưới sự dẫn dắt của Gia Cát, Ti Thần Bổ phá được hàng loạt vụ án. Vô Tình cũng dần học được cách cởi bỏ sự cao ngạo, gần gũi mọi người. Thậm chí anh còn có tình cảm với y sư Tang Chỉ Nghiên do Từ Tử Sang đóng. Thế nhưng Chỉ Nghiên lại luôn tìm cách ly gián người trong Ti Thần Bổ, khiến Vô Tình và Thiết Thủ trở mặt với nhau. Cùng lúc đó, Gia Cát vì muốn vạch trần âm mưu tạo phản của Tề Vương Triệu Xương và gian thần Thái Kinh mà gặp nguy hiểm, khiến cho Ti Thần Bổ và Tứ Đại Bộ Khoái cùng lúc đứng trước nguy cơ tan rã. Phim mang phong cách của TVB, vụ án ly kỳ tiếp nối nhau. Đôi khi cũng có những tình huống hài hước làm giảm độ căng thẳng của phim. Bộ phim tập trung khai thác hình tượng trí dũng của bốn chàng trai, nên mọi vấn đề về tạo hình, trang phục đều được chú ý.
Tuy nhiên ban đầu bốn diễn viên đều không thích trang phục lắm. Họ cho rằng màu sắc quá tối lại hoàn toàn giống nhau sẽ làm chìm đi gương mặt của diễn viên. Nhưng các bộ đầu thì không thể không mặc đồng phục được. Thế nhưng chính trang phục này đã khiến khán giả thích thú vì thể hiện sự nam tính, không lòe loẹt và tôn vóc dáng bốn chàng trai. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!